Clip được ghi lại tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Mâu thuẫn xảy ra giữa tài xế có mặc áo của Grab và một cô gái trẻ. Nam thanh niên mặc áo Grab đã liên tục đánh đập cô gái này và để cô gái ngã xuống đường. Hai lần cô gái đã gượng đứng dậy đều bị nam thanh niên đá ngã. Thậm chí nam thanh niên này còn dùng cả chân đạp lên người và đầu của cô gái không thương tiếc. Điều đáng nói là khi sự việc xảy ra, nhiều người chứng kiến nhưng tuyệt nhiên không ai tới để can ngăn, chỉ có những người đứng lên để la hét nam thanh niên kia dừng hành động đánh đập cô gái lại. Clip trên đã khiến cho nhiều người bức xúc, không chỉ bức xúc bởi hành động của nam thanh niên mà còn bức xúc bởi sự vô cảm của những người đi đường và những người chứng kiến hành động trên. Nhiều người cho rằng hành động của nam thanh niên không đáng mặt đàn ông vì đánh người yếu thế, cùng với đó là hành động này còn vi phạm pháp luật nếu cô gái bị thương tích. Cô gái hoàn toàn có quyền được kiện nam thanh niên vì hành vi bạo lực gây tổn hại tới sức khỏe của cô gái.